Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện xe ô tô chở số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khi đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe vận chuyển 300 hộp bánh trung thu, mỗi hộp có chứa 70 chiếc, tương đương với 21.000 chiếc. Trên nhãn bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Đăng Tài, trú thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa. Tổ công tác đã yêu cầu anh Tài đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về trụ sở của đội quản lý thị trường số 5 để tiếp tục làm việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc của hàng hóa. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc.